xem chú nếu mà thấy. Chắc không phải. Nếu nó ở đấy thì đã không phải nhận nhà con đã bắt tình. Ngày xưa nó ở đấy hả? Trước ngày nó ở Thần Kinh, ở cái số 4 này. Chuyện với chị thế thôi nha, chị đừng nói chuyện với bố. Ông cứ đòi lên kia, ông cứ đòi lên. Thế em phải bảo bà bảo ông lên thì mình lên trả bằng cậu ở đấy được. Thế mà là cậu đi lại còn dễ dàng hơn, nhanh nhạy hơn. Lên để thay cho cậu về cậu nghỉ. Và thang máy thì ông chả biết đành đi, mày chạy năm quẹt dưới mình đợi ông hết hơi. Thế sao nhanh nhạy được tầm công viên trẻ bây giờ? Người ngoài